Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái túi bánh tiêu này. Ở đây mình có hai cái kích cỡ túi là túi lớn này khoảng 16 đến 17 cm, túi nhỏ này tầm 15 đến tầm 15 cm ha. Thì mình chỉ móc một cuộn sợi vải thái 250g thì nó sẽ được một túi nhỏ như thế này. Nếu như các bạn muốn to hơn thì các bạn phải mua nó hai cuộn để mình móc cái cỡ to như thế này ha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cỡ to luôn cho các bạn, tùy ý các bạn. Nếu như trong cái phần quá trình móc mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách móc nó to ra hơn nữa, hoặc các bạn có thể móc cái túi mini như thế này là được. Hôm nay mình sẽ xem cái kỹ sản phẩm hơn ha. Cái màu này ở ngoài nó hồng lắm, tại do cái đèn của mình nó thiếu sáng cho nên cái hồng của nó hơi bị nhạt đi. Rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần phụ kiện túi. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cuộn sợi vải thái 250g, một kim móc sợi vải. Cái chất liệu này là nhôm nha các bạn, 8mm ha. Nẹp cước để mình nẹp vào trong cái phần thân của tất cả cái túi luôn. Khuy kéo này tầm 20cm. Hai cái khoan D. Cái này mình sử dụng 1 mét xích và hai cái càng cua loại tròn vừa. Nếu như các bạn nào cao thì mình sẽ sử dụng 1,2 mét đều được ha. Rồi cái phụ kiện mà nó đi kèm thì ở đây mình các bạn chuẩn bị cho mình một cái kim khâu, cái lỗ nó to như thế này để mình mới luồn cái sợi vải qua được ha. Mình sẽ xài cái to size to nhất nè. Rồi cái kim khâu mà cái loại mà để may vải bình thường á. Còn cái phần chỉ thì mình khi các bạn mua set dụng cụ thì mình cũng đã gửi chỉ cho các bạn để các bạn dùng vừa đủ một túi. Hai cái đánh dấu. Còn kéo thước thì chắc các bạn đã có rồi. Đầu tiên thì mình sẽ tạo cái vòng tròn ma thuật này. Thì ở đây thì các bạn đều có biết các bước căn bản cho nên mình cũng không hướng dẫn kỹ phần này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ móc 6 mũi đơn vào cái vòng tròn. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn rút dây nha, cho nó siết chặt lại. Ở đây sợi vải rất là mềm cho mình rút rất là dễ ha. Rồi tiếp theo, hàng số 2 thì mình sẽ không móc cái mũi giờ vào trong cái mũi giờ, mà mình sẽ móc vào cái chân, cái thân của cái mũi đơn số 1 này, nó mới tạo lên một cái mũi giả đan được. Thì ở hàng số 2 này thì mình sẽ vừa móc vừa nẹp cước vào, nhưng mà mình tập thử cho nó quen cái mũi này đi, rồi cái mình tháo ra mình làm lại cho các bạn xem ha. Tập thử trước cho các bạn xem cái cách móc mũi giả đan này. Ở đây mình sẽ đưa cái kim móc này vào trong cái thân của mũi đơn. Ở đây là một cái này là mũi bính, là mình không tính ha, mình chỉ tính cái mũi đơn thôi. Đây là các bạn nhìn thấy một mũi đơn giống như hình chữ V như thế này ha. Rồi các bạn sẽ đưa cái kim móc vào giữa đó, xuyên qua luôn. Xuyên qua thì làm sao mà cho cái nó tách cái hai cái mũi này, hai bên này ra nè, đó đó, như vậy mới đúng nha. Chứ không phải là khi mà xuyên qua nhanh quá nhiều khi nó sẽ lệch qua một bên thì nó nằm ở ngoài cái mũi đơn, giống như thế này. Làm lại nha.
xuyên qua mũi này nhưng mà nó bị lệch nè. Ví dụ là bị lệch đó, thì hai cái mũi này nó nằm chệch một bên rồi đó, vậy không đúng. Mình phải xuyên qua làm sao nó vào giữa luôn, vào giữa của hai mũi sau lưng luôn đây. Rồi mình sẽ móc một mũi đơn bình thường. Đó, hàng số 2 thì tất nhiên mình phải thêm mũi rồi. Hai mũi đơn vào chung một chân. Đó. Tiếp tục cái mũi số 2 thì các bạn làm tương tự như vậy. Cũng xuyên cái mũi xuyên cái kim móc vào trong cái giữa chữ V nè. Đó, xuyên ra ngoài sau. Tách hai mũi ra hai bên đó. Rồi, mình sẽ móc hai mũi vào trong một chân. Ây da. Nói chung là cái công đoạn mà mình thêm mũi thì cũng giống như khi mà mình móc nón hay là móc cái gì đó vòng tròn vậy đó. Nhưng mà chỉ khác là mình không móc vào cái mũi này, mũi nhện này, mà mình sẽ móc vào cái thân của mũi đơn luôn, móc trực tiếp vào thân luôn. Rồi mình làm lại hàng số 2. Khi mà mình sẽ sử dụng cái phần nẹp cước. Ở đây cái phần cước á, cái đoạn đầu của nó có, nếu như nó có bị quấn hơi quéo chút xíu thì các bạn cũng để xài bình thường ha, không có sao hết trơn, nó sẽ theo cái chiều của sợi vải của mình. Rồi ở đây mình sẽ nẹp cước, thì các bạn sẽ để nó ở dưới như thế này. Mình sẽ chừa cái một đoạn dài ha. Rồi mình sẽ vừa móc vừa nẹp cước vào, giống như khi mà mình nẹp nón vậy đó. Hàng số 1 hơi khó. Ở đây hàng số 2 thì các bạn, hàng 1 là mình 6 mũi thì hàng 2 của mình sẽ là 12 mũi, có nghĩa là mỗi mũi đều là mình, mỗi một chân thì mình đều có 2 mũi. Rồi, tiếp theo. Từ đây cho đến hết cái túi thì các bạn đều nẹp cứng như thế này. Các bạn cho cái đánh dấu vào trong cái mũi đầu tiên ha, mình quên nhắc nữa. Mũi đầu tiên. Tiếp tục thôi. Nó hơi cứng tay nè. Mũi này mình móc bị chệch một bên cho nên mình phải sửa liền liền. Khi mà mình móc bị chệch một bên đó, nó không có vào giữa tâm của cái mũi đơn ở dưới đó, nó không có được cứng đứng dán cái mũi móc của mình, cho nên mình sửa ngay. Khi nãy mình cái phần sợi thừa này mình chừa hơi ít nè, bây giờ các bạn kéo ra dưới chút xíu để mình khi mà mình móc cái mũi cuối này cái mình nẹp vào luôn. Như thế này thì nó nằm như vậy ha. Rồi mình sẽ móc mũi số 6 này, chân số 6. Đó, các bạn sẽ nẹp vào luôn ha.
móc dài quá nó trúng cái máy quay. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái hàng thứ hai này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra là đúng 12 mũi không nghe các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi, xong hàng số 2. Tiếp theo hàng số 3. Hàng số 3 thì mình cũng móc tương tự như vậy, nhưng mà cái cách chỉ khác là mình sẽ thêm mũi. Thêm mũi thì nó khác thôi. Rồi, mình sẽ móc mũi này rồi để cái đánh dấu vào nha. Mình sẽ dẫn nẹp cước, nẹp cho hết cái phần túi luôn. Rồi cho cái đánh dấu vào. Thì ở đây thì hàng số 3 thì mình sẽ cắt một chân thêm một mũi, có nghĩa là mình ghi là 1x 1v. Ở đây mình cái mũi số 1 nên mình sẽ thêm mũi. Cái mũi thứ hai này mình sẽ không thêm, móc bình thường ha. Mũi số 3 thêm nè. Nó cứng tay quá, móc khó quá. Tiếp tục. Rồi các bạn như thế này các bạn lặp lại hết hàng cho mình. Một mũi thêm, một mũi không thêm ha. Như vậy là khi mà kết thúc hàng số 3 thì mình sẽ có 18 mũi. Hàng số 4 thì mình cũng móc như vậy thôi, mình chỉ khác thêm mũi. Khi mà mình thêm mũi ở các hàng thì lúc nào mình cũng né cái mũi móc vừa thêm ở hàng dưới. Tại vì nếu như mình tăng theo kiểu tĩnh tiến mà mình cứ lấy hàng mũi ở dưới mình thêm như vậy hoài thì nó sẽ không tròn cái túi. Mà nó sẽ ra các cạnh, giống như mình 6 mũi thì ra 6 cạnh, nó không đẹp. Cho nên mình sẽ né đi. Thì đây hàng số 4. Số 4 này mình đầu tiên mình sẽ móc 2 mũi đơn, 2x. Tiếp theo thì mình sẽ móc 1v vào mũi số 3 này. Tại vì mình muốn né những cái chỗ mà mình thêm mũi nè, cho nó tròn cái túi. Tại vì nó có nẹp cước ở dưới cho nên khi mình móc nó hơi khó, hơi chậm. Chứ sợi dải bình thường á, sợi dải bình thường mình móc nó mềm, nó móc nó thích lắm. Nhưng mà mềm thì nó không được đứng dán túi. Ôi chú chà ơi. Rồi các bạn cứ từng hoàn như vậy, các bạn cứ 2x thì 1v cho mình đến hết hàng ha. Thì ở cái hàng số 4 này các bạn kiểm tra thì nó sẽ có là 24 hàng, 6, 12, 18, 24. Tiếp theo hàng số 1, 2, 3, 4. Tiếp theo hàng số 5. Mình cũng sẽ lựa cái chỗ nào mà mình rồi bé mình móc một mũi đầu tiên đánh dấu vào đã. Rồi mình sẽ thêm mũi ở cái mũi số 2 này ha. Nói chung là các bạn muốn thêm kiểu gì cũng được, miễn là cứ cách 3 mũi thì mình sẽ thêm một mũi là 3x1v. Lặp lại cho đến hết hàng. Miễn sao mà khi mà hết hàng số 5 này thì các bạn sẽ có 30 mũi cho mình là được rồi.
Rồi bây giờ bắt đầu sẽ là 3x1v, các bạn móc cho đến hết hàng số 5 cho mình ha.